đây là cái mẫu xe đẩy 3 bánh của UMO, có mã là 02165. Thì sau khi lắp đặt xong thì nhìn nó sang xịn mịn như này. Tuy nhiên là trong quá trình lắp đặt và sử dụng cũng như tư vấn bán hàng thì em thấy nó có một vài những cái điểm rất là đặc biệt. Thế là cái video này em sẽ nói về những cái điểm đặc biệt đấy để ba mẹ khi mà sử dụng sẽ có những cái lưu ý. Điều đầu tiên của nó chính là cái phần bánh xe này. Rất là nhiều ba mẹ hỏi bên em là tại sao cái xe đẩy 3 bánh thường nó có cái tay đẩy như này. Thế tại sao mà nó lại không thể điều hướng được cái đánh lái được cái bé khi mà đẩy xe. Nó không giống như những cái dòng xe đẩy 3 bánh thông thường sẽ có một cái thanh điều hướng từ bánh trước đến cái cần đẩy. Thì xe này nó không hề có. Vậy tại sao, làm sao để có thể điều hướng được? Đây, nếu mà ba mẹ lắp đúng thì chỉ cần mình nghiêng một chút đấy. Mình nghiêng một chút thôi là nó đã đánh lái theo ý mình rồi. Thì tất cả nó nằm ở cái phần dưới của khi mình lắp bánh ở đây. Ba mẹ để ý cái nút bấm này nhé. Nút bấm này thì nó sẽ có hai cái lỗ khuyết ở dưới, lỗ khuyết nhỏ và lỗ khuyết rộng như này. Đi kèm của nó sẽ có đây ạ. Ba mẹ có nhìn thấy cái đầu thừa ra đây để gọi là chốt, khóa chốt của cái tay lái ấy. Thì khi mình để cái lỗ khuyết thừa, lỗ khuyết nhỏ theo cái hướng quay về phía bé ngồi thì lúc này nó sẽ hoạt động theo cơ chế là tay lái. Thì tay lái như này điều khiển phía đằng sau tay đẩy nó sẽ không hoạt động. Còn nếu chúng ta mà để cái phần khuyết rộng về hướng bé như này thì cơ chế của cái tay phía trước nó sẽ là tay đẩy. Chỉ cần mình điều hướng cái tay đẩy cái nó sẽ thay đổi cái hướng đi. Đấy là lưu ý đầu tiên. Và lưu ý thứ hai nữa, rất nhiều ba mẹ hỏi bên em là tại sao lắp cái bàn đạp này vào mà nó cứ xoay tròn không đạp được. Thì ba mẹ để ý bàn đạp của nó có hai cái vành khuyết này để hai chốt. Nếu bình thường mình lắp nó chỉ vào được một chốt này thôi, nó vẫn mắc ở đấy, nhưng mình nó xoay tròn và nó không vào bên trong. Thì bên trong của nó sẽ có một cái cá để ăn vào cái vành khuyết này. Mình phải lắp được vào hai chốt, nghe đấy, tạch hai lần vào đúng cái vành khuyết này thì lúc đó cái bàn đạp nó mới quay được. Nếu để ý kỹ thì ba mẹ sẽ nhìn thấy là cái đầu thừa của cái vành của nó sẽ bằng, mình sẽ đưa vào đúng cái phần này. Còn nếu không để ý được thì mình cứ lựa lựa mình xoay làm sao mình ấn được vào hai cái chốt này. Đây, giả sử như em không nhìn đi, em bóp nó vào. Đây, bây giờ là nó chưa vào hết này, nó xoay tròn. Vậy bây giờ em phải, đó, sau khi em ấn mà nó vào được rồi này, ba mẹ có nhìn thấy chưa? Bây giờ nó mới quay được. Nó không phải lỗi mà lúc đó chúng ta chưa lắp được vào hết hai khớp. Đó là một cái đầu tiên. Còn cái phần tay lái này thì nó rất là đơn giản thôi, để nhiều khi là bé mình không muốn hạn chế tầm nhìn của bé, hoặc là bé muốn lại gần hơn thì mình bóp đều vào đây để điều chỉnh cái tay đây đây. Còn bây giờ có những ba mẹ hỏi là đang cái xe đẩy 3 bánh như này và muốn chuyển đổi nó về xe đạp thì làm như nào. Hãng UMO họ thiết kế rất là thông minh. Đầu tiên là mình sẽ phải tháo cái phần này ra. Thì tháo bằng cách nào? Ở phía chốt dưới ghế nó có hai cái nút bấm hai bên như này này, đều ở hai bên, ta bấm vào đây, bấm đều lên ạ. Thì cái ghế ngồi của bé nó sẽ bung lên. Khi mình bấm là nó sẽ đẩy hai cái khớp này ra, bỏ cái tấm này ra. Để tháo được ra thì bóp đều hai cái này. Ba mẹ nhìn tay em này, bóp lại, nhấc lên là xong. Đó, ta nhấc toàn bộ cái ghế ngồi ra. Thế còn cái phần tay đẩy này thì cũng dễ thôi. Bóp bên này và bên hai bên nó đều có cái này, bóp chặt vào đây tút cái là ra. Sau khi mà xong xuôi thì bắt đầu ta cho cái tấm đệm này vào. Ấn mạnh nghe này, tạch tạch hai bên cái thì là nó sẽ là thành cái xe đạp. Còn nếu mà bé muốn để chân thì gạt cái này ra, còn không thì gập lại như này, nó rất là gọn, không hề vướng gì cả. Còn về phía bánh của xe ấy, với những bé mà giữ thăng bằng chưa tốt thì ta cứ để bánh xòe ra như này. Nhưng nếu muốn cụp vào
Thì đầu tiên là ba mẹ phải bóp cái bánh tròn này để cho nó xoay vào trước. Nó sẽ xoay vào bao giờ nghe thấy tạch cái là vào đến vị trí của nó này. Xoay vào, sau đó tút cái thanh sắt này ra. Ba mẹ bóp giúp em ở dưới này này. Nó có nút ở đây này. Bóp vào đây. Cụp hai bánh vào. Sau đó lại chốt cái khóa này lại. Chốt cái thanh này lại. Đó. Cái này là do em chưa ấn xuống nên là nó bị bung ra, không sao cả. Đây, như này là sẽ thành là xe đạp chòi chân. Còn nếu mà muốn ba bánh thì ba mẹ xòe nó ra. Vậy bây giờ muốn gấp lại thì làm như nào? Gấp lại thì đầu tiên ba mẹ bỏ cái này ra giúp em nhé. Thường thì gấp lại nếu mà để xòe ra thì nó sẽ gọn hơn. Tạm thời em xòe ra như này. Ba mẹ để ý ở đây, nó sẽ có hai cái nút bấm ở đây này. Bóp vào đây. Đẩy cái phía đằng trước này ra này. Đó. Nó sẽ cụp lại như này. Cái tay này mình muốn gọn nữa thì mình bóp nó xuống như này. Cả cái phần ghế ngồi, khi mà đang để ghế ngồi ấy, đây, giả sử em đang lắp ghế ngồi cho ba mẹ xem này. Mình muốn gọn lại thì mình bóp đều hai cái phần tay này nhé. Cái phần tay đẩy này là có thể ngả được thì cũng là gập lại được, sẽ như này. Khi gập mái che ba mẹ nhớ để ý cái phần này, nếu mà mình đang để căng như này thì mình phải mở cái chốt này ra đã. Căng mà mình ấy lại là nó sẽ bị gãy cái chốt. Đó, gấp lại như này. Như này tương đối là gọn rồi thì ba mẹ nhớ những cái phần phụ kiện nó rơi ra bên ngoài thì nhớ cất đi, không mà di chuyển nó sẽ mất thế này. Mất thì rất là khó để mua. Còn gọn như này thì sẽ rất là phù hợp để chúng ta để vào cốp xe. Khi mở ra thì như nào? Mở ra thì không phải là mắm môi mắm lợi rút cái là ra được. Cái chốt này nó vừa có chốt có tác dụng là gấp lại, nhưng nó vừa có tác dụng là gập lại thì nó cũng khóa lại. Thì khi mở ra chúng ta lại vẫn phải bóp vào đây. Bóp vào đây. Đó. Xoay bánh nha. Ngoài ra có thêm một cái lưu ý nữa là ở đây cái phần đầu đen đen, cái nút đen ở đây này, nhà sản xuất rất là cẩn thận là làm để phanh lại. Thì muốn phanh được thì nó có một cái then chốt ở đây, chúng ta lựa cái bánh làm sao để nó vào đúng cái then này thì mình mới ấn được vào, thì nó sẽ mắc lại như này. Mở ra thì nó quay như này, gạt vào như này là khóa. Đó là tất cả những cái thông tin mà sau khi tư vấn rất là nhiều thì em muốn chia sẻ lại với ba mẹ. Cần thêm thông tin gì hay là muốn hỏi thêm về cái xe này có những ưu nhược điểm thì ba mẹ có thể liên hệ với MB Mart theo số điện thoại 0962 119922. Cảm ơn ba mẹ.